Dạ em vậy nên mua cái gì? Cái thứ hai đó chị. Dạ. Lúc này cô nó hẳn nằm với Dương mà em thấy. Em đi vô thị một Dương đập mặt Dương hầu quay vậy á. Ê. Nói mày rồi. Con bé nó nặng gãy móng con ra. Hả? Em rồi chắc là em đấm mình kia. Do em nằn một con đấm trên trái nó thấy nằn bóp nó cái dễ chắc là trúng cái con nó dễ á. Ai em hả? Chị sống chưa? Biết giao cái mặt nó giờ ta đưa cho Hiền nặng thêm như thử được cái chi đó không? Coi còn khách chờ à? Em đi coi thử khách khách khứa đồ coi nè. Từ từ em đi tìm giường đã. Dặn con đi như không, đi nghỉ. Chị kêu em đi khảo sát hết đi giúp chị. Sao vừa mấy ngày này số đen nãy chị cũng bị lần kêu một việc không cũng xong.
Đó có chị trời. Ốc vít à? Những ốc vít. Thì chị nghĩ ghế chị mà. Phải không? Hậu thấy gì không hả? Phải rớt cái ốc vít không? Không có đâu. Lục nít chứ. Tao nghe rất lạ lắm mà. Biết rồi. Ừ, nghe con nùi.